Đây là những em bé đã được cơ quan chức năng giải cứu khỏi mái ấm hoa hồng quận 12. Trước đó thì báo chí đã phanh phui ra sự việc những bảo mẫu tại đây đã bạo hành và ngược đãi những em bé này. Trong số đó thì có 15 em bé nhỏ hơn 1 tuổi, 36 em bé từ 1 tới 3 tuổi và 30 em bé từ 3 tới 6 tuổi. Ngoài ra thì có 3 bé lớn và 1 bé nằm tại bệnh viện. Hiện tại thì cơ quan chức năng sẽ đưa các bé về trung tâm bảo trợ trẻ em công lập để mà có chế độ chăm sóc tốt hơn. Đồng thời thì cơ quan chức năng cũng đã triệu tập chủ cơ sở là bà Giáp Thị Sông Hương cùng với là các bảo mẫu lên để mà lấy lời khai và có thể là sẽ sớm khởi tố vụ án để mà điều tra làm rõ vụ việc. Chiều tối ngày 4 tháng 9 trong một cái cơn mưa lớn thì cơ quan chức năng đã đưa các em bé tại mái ấm hoa hồng về một cái chỗ mới để mà có điều kiện chăm sóc tốt hơn. Được biết ra thì mái ấm hoa hồng được cấp phép vào tháng 7 năm 2023 và chỉ nuôi tối đa là 39 em bé, nhưng mà tại đây thời điểm kiểm tra là phát hiện có tới 85 đứa trẻ. Và theo như mình cũng được biết là cái mái ấm này đã hoạt động từ cái thời điểm mà 2021, tức là cái thời điểm dịch rồi, là lúc đó là bắt đầu hoạt động rồi chứ không phải là tới 2023. Và hiện tại thì cơ quan chức năng đang điều tra để mà làm rõ những cái vụ việc liên quan ha. Đây là cái lúc mà những em bé được đưa lên xe khách để mà chở tới cái địa điểm mới này mọi người. Và trời mưa thì rất là to. Hiện tại thì cơ quan chức năng, đoàn liên ngành đã kiểm tra toàn diện mái ấm, đồng thời là mời bà Giáp Thị Sông Hương cùng với là một số bảo mẫu lên làm việc. Theo đó thì có một số bảo mẫu khác liên quan tới cái hành vi đã được báo chí phản ánh nhưng mà không có mặt tại mái ấm vào cái thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra. Thì hiện cơ quan chức năng đang truy xét tiến hành mời làm việc đối với những người này. Được biết rằng là theo cái khai báo của những người liên quan á, thì báo Vietnamnet đưa tin rằng phần lớn trẻ em tại mái ấm được khai rằng bị bỏ rơi, mẹ sinh ra nhưng mà không có điều kiện nuôi nấng nên là mái ấm nhận vào. Đồng thời thì có một số trẻ thì có cha mẹ là công nhân, người lao động tại khu vực xung quanh gửi vào mái ấm, sáng đưa đến và chiều đón về. Hiện tại thì chính quyền địa phương đã báo cáo với Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về cái sự việc được báo chí phản ánh. Đồng thời thì cơ quan chức năng quận 12 đã tiếp tục làm việc làm rõ lai lịch nhân thân của những em bé bị bỏ rơi tại mái ấm này. Trước mắt thì chính quyền địa phương sẽ đưa các bé tới trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình thuộc quốc lộ 1A, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức để mà tiếp tục chăm sóc và xem xét có chiều hướng xử lý sau. Một nguồn tin của báo Vietnamnet cho biết trong buổi làm việc với lại cơ quan chức năng, bà Giáp Thị Sông Hương đã tường trình rằng luôn cố gắng đảm bảo điều kiện tốt nhất trong việc nuôi dạy trẻ tại mái ấm. Việc bảo mẫu bảo hành trẻ là hành động bộc phát, mất kiểm soát trong lúc chăm sóc. Bà Hương không biết và mái ấm không có chủ trương như vậy. Tuy nhiên đây là lời khai của phía người đại diện cơ sở, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ. Như mọi người đã xem trong những video thì những cái hành vi ngược đãi em bé đã rất là rõ ràng, thậm chí là diễn ra thường xuyên. Bởi vì phóng viên báo Thanh Niên đã thâm nhập trong vòng 2 tháng để mà thu thập những cái chứng cứ liên quan. Do đó thì cơ quan chức năng chắc chắn sẽ còn khởi tố vụ án để mà tiếp tục điều tra làm rõ. Và những cái bảo mẫu mà tham gia trong video thừa nhận với cơ quan chức năng đã có những cái hành vi như báo chí phản ánh. Thời điểm mà đưa các bé lên xe thì mưa rơi cũng rất là tầm tã luôn. Nhưng mà người dân xung quanh thì vẫn theo dõi cái sự việc và nhiều người thì bày tỏ sự bức xúc. Các bé thì đang được đưa lên xe khách để mà đưa tới cái địa điểm mới. Cơ quan chức năng cũng đã cử 20 cán bộ địa phương để mà đi theo chăm sóc cho các bé này. Đây là những hình ảnh mà những cái vị cán bộ đang đưa những em nhỏ lên xe. Thì đầu tiên là ưu tiên những cái bé nhỏ dưới 1 tuổi trước, sau là những cái bé lớn sẽ lên sau. Và cái điều mà mình cảm thấy rất là đau lòng luôn là những cái em bé khi mà được ra ngoài kiểu như là rất là vui mừng và thích thú luôn á. Bà Hương nè. Là ba đi xe đó hả? Đó. 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 Đ
Ở Hà Nội bay ra là gì? Chị Tâm ở Hà Nội nhưng mà chị ở Đắk Lắk lên, hai chị là đều là cùng một chí hướng yêu chính nghĩa, yêu cô Hằng ở Đài Nam nhân. Bây giờ thì cơ quan chức năng đang giải quyết để đưa những cái em bé tại mái ấm Hoa Hồng á về một cái cơ sở bảo trợ cho em. Đây mọi người, những em bé đã được đưa lên xe khách. Đang được chăm sóc trên xe khách đó. Dưới này một chiếc nữa, có hai chiếc xe luôn. Phía kia thì cơ quan chức năng, đoàn liên ngành vẫn đang làm việc rất là tích cực. Thực sự là nhìn những ánh mắt của các bé mà không cầm được xúc động ha. Em bé còn quá nhỏ, còn quá ngây thơ. Các con thì còn quá nhỏ, cứ ngỡ rằng khi mà cha mẹ bị bỏ rơi thì lại được một mái ấm, đùm bọc yêu thương. Nhưng mà không ngờ vào đây lại bị bạo hành, ngược đãi như vậy. Nhìn thấy cảnh em bé này cầm bình sữa uống mà mình cảm thấy rất là yên bình luôn. Có lẽ từ rất là lâu rồi bé mới có một cái giây phút như vậy. Ai mà có con nhỏ thì mới hiểu rằng những cái sinh linh này nó bé bỏng, tội nghiệp và dễ thương như thế nào. Và cũng mong rằng cơ quan chức năng sẽ có một cái hướng giải quyết cho các bé để mà các bé có được một cái nơi tốt hơn về cái điều kiện chăm sóc cũng như là giáo dục để cho các bé sau này trở thành những công dân tốt có ích cho xã hội ha. Và mình nghĩ rằng là một cái vụ việc chấn động như vậy và đã được rất là nhiều cơ quan ban ngành tham gia, chắc chắn là sẽ có một cái hướng giải quyết tốt nhất cho các bé. Như quý vị thấy trong video thì mặc dù là trời mưa rất là to nhưng mà rất là nhiều người dân đã tụ tập lại để mà theo dõi sự việc và bày tỏ sự bức xúc đối với lại mái ấm ha. Chiều tối cùng ngày thì Sở Lao động Thương binh Xã hội đã có một cái buổi họp báo để mà đưa ra cái phương án cụ thể hơn là 85 trẻ tại mái ấm Hoa Hồng được chuyển giao cho ba cơ sở bảo trợ trẻ em công lập của Thành phố Hồ Chí Minh là Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Tam Bình, Làng Thiếu niên Thủ Đức và Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Gò Vấp để mà chăm sóc, tại vì cái số lượng các bé thì cũng khá là đông. Tại buổi họp báo thì Phó Giám đốc Sở đã phát biểu rằng trách nhiệm của địa phương là rất là lớn, trong trường hợp này đã buông lỏng quản lý, điển hình là giấy phép quy hoạch chỉ cho hoạt động là 39 trẻ nhưng mà ở mái ấm Hoa Hồng là có tới 85 em. Đó đã một sự vi phạm rất là nặng ha. Và cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu địa phương là phải làm rõ trách nhiệm trong cái việc mà thẩm định cấp giấy phép hoạt động và giám sát hoạt động của mái ấm Hoa Hồng. Đồng thời là đề nghị Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh cử chi hội luật sư để mà phối hợp với lại quận 12 có kế hoạch bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với những trẻ em và gia đình trẻ nếu có.
Như mọi người đã xem video thì tới chiều nay thì cơ quan chức năng đã hoàn tất cái việc mà giải cứu những em bé tại mái ấm Hoa Hồng á. Khi mà mình chia sẻ thông tin á thì cũng có một số người mẹ đã gọi điện để mà xin cái thông tin tới đón con á. Thì nãy có một chị cũng gọi cho mình mà mình đang chạy xe nên bây giờ mình sẽ gọi lại xem coi chị ấy muốn hỏi gì nha. Đây, chị này chị đang gọi. Nãy thì cách đây khoảng nửa tiếng á mình đang chạy xe ngoài đường á, chị gọi cho mình. Alo, nãy là chị gọi cho Phú Chiến phải không? Đúng rồi đó anh. Ý là nãy mình đang chạy xe, chị muốn hỏi gì ha? Em muốn hỏi là em có một bé ở trong đó với anh, bây giờ mấy bé nó chuyển đi đâu rồi anh? Ý là bé của chị lớn chưa? Dạ, bé của em là 2 tuổi. 2 tuổi là tương đối lớn rồi ha. Thế hồi xưa làm sao mà gửi vô đó vậy chị ha? Dạ, em gửi ở trong đó mấy tháng á. Dạ. Ý là mới gửi luôn ha? Dạ đúng rồi, mới gửi có mấy tháng rồi. Cái hoàn cảnh mình khó khăn quá hay sao mà phải gửi vô đó? Dạ, tại vì nhà không ai trông, mới người em gửi vô đó, mới em đi mặn á. Trời ơi, rồi bữa giờ chị có ghé qua thăm con không? Không, bữa giờ em đi mặn, em đâu qua, em liên lạc cô đó cũng không có được nữa. Rồi giờ em không biết bé ở đâu nữa. Khi mà gửi chị có để lại giấy tờ gì không? Dạ có, em có để lại giấy khai sinh của bé á. Rồi chị còn cái giấy tờ gì để mà chứng minh chị là mẹ của bé không? Em có giấy khai sinh của bé. Nhưng mà ý là còn bản sao đúng không? Dạ đúng rồi. Thì chia sẻ chị luôn, mình thì không phải là cơ quan chức năng, mình là phóng viên thôi, nhưng mình biết gì thì mình chia sẻ cái đó nha. Thì hiện tại theo như cái thông tin đó là các bé được đưa về cái trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình ở quận Thủ Đức á. Nhưng mà chị tới đó chắc cũng không được nhận đâu. Chị mà muốn nhận con á, chị phải lên công an quận 12 á trình báo. Đúng rồi, cái chỗ là công an quận 12 người ta đang thụ lý cái vụ án này á, thì chị phải cầm giấy tờ lên công an trình báo, xong này công an để xác minh cái nhân thân á thì họ mới hướng dẫn cho chị xuống cái trung tâm bảo trợ trẻ em để mà nhận con về ha. Ê, của chị là bé trai hay bé gái? Bé trai. Bé trai ha, chiều cũng thấy gì em bé cỡ đó thì chưa đi học đâu. Thì chiều chắc là cho lên xe khách đi về trung tâm bảo trợ trẻ em rồi. Còn bé nào ở bên quận 2 không ạ? Đi hết rồi, đi lên trung tâm lúc nãy xe chở đi hết rồi. Rồi ạ, bao lâu rồi chị chưa có gặp con? Em mới có 2 tuần à. Mới 2 tuần thôi. Nhưng mà lúc đó là mình tin tưởng hay sao mà mình gửi con dữ vậy? Rồi xem được video thì lúc đó chị thấy như thế nào? Em cũng muốn gặp qua cái cô đó rồi, nhưng mà em tại vì em cũng không có ở đó trực tiếp á. Lâu lâu em mới qua thăm bé rồi. Nhưng mà khi mà mình chị xem được trên mạng mà cái việc mà bảo hành em bé về, chị nghĩ như thế nào? Thôi vậy thì cố gắng tranh thủ lên là làm việc với cơ quan chức năng đón con về ha. Mình cầm giấy tờ qua bên công an quận 12 đó. Ok chị ha. Đây mọi người, đây là một cái người mẹ cũng gọi cho mình để mà hỏi thông tin đó. Thì được biết rằng là đâu có mồ côi đâu, là người mẹ này gửi con vào trong mái ấm. Rồi bây giờ là không biết là con ở đâu nữa thì đi nhận con. Tức là ở trong đó thì có nhiều đứa trẻ thì là mồ côi thiệt, người ta không phải mồ côi mà người ta bỏ rơi thiệt, còn những cái đứa trẻ khác là cũng là do cha mẹ để lại đó. Có những cái trường hợp mà có những cái người ta gọi cho mình á, mới gọi sáng nay người ta bảo rằng là ví dụ những cái trường hợp của bé chuột bị chuột cắn á, thực ra là bé cũng không phải là bị bỏ rơi luôn, mà bé là có mẹ, và cái thời điểm đó thì như thế nào đó người mẹ ở trên lầu thôi. Bây giờ thì cái vụ việc này á, cơ quan chức năng đã vào cuộc rồi á, thì chắc chắn rằng là sẽ có cái sự khởi tố hình sự. Và đối với cái sự việc này á, thì hiện tại cơ quan chức năng đã vào cuộc rồi, và sắp tới có thể là sẽ khởi tố vụ án để mà tiếp tục xác minh điều tra làm rõ cái vụ việc này và xử lý theo cái hướng quy định của pháp luật. Và các em bé thì cũng đã được đưa về một cái trung tâm bảo trợ trẻ em mới rồi. Chắc là trước mắt là các bé sẽ an toàn, và cơ quan chức năng sẽ
xác minh cái nhân thân. Ví dụ như có phụ huynh của các bé tới đón thì họ sẽ thấy đúng rồi, thì họ sẽ cho đón về thôi. Và bây giờ thì chắc là mình kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.